Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip hôm nay em Đạt Trần lên sóng cặp loa Pioneer CS701. Đây là một cái dòng loa mắt võng đặc trưng của Pioneer, một dòng loa rất là hay với cái cấu hình khủng, gồm một bát 30, một trung kèn 30 và một loa chép kèn 6 lỗ. Cặp Pioneer CS701 này được ra đời vào những năm 1973 với thiết kế 3 loa trên một thùng, sở hữu chiều cao là 64, chiều rộng của nó là 40cm và chiều sâu là 30cm các bác nhé. Cặp loa này thì với thiết kế 3 loa trên một thân thùng, một loa bát đường kính 30 màng giấy gần lụa rất là mềm. Cái đời này, đời bát này là đời bát 8 lỗ, đời bát 8 lỗ cho cái chất âm rất là hay. Và cái bát của nó thì đặc trưng của dòng 701, 801 thì nó có cái màu hơi ngà xanh, gọi là màu xanh bộ đội nhé. Một loa trung kèn lớn, trung kèn này thì cái họng kèn đường kính của nó lên tới 30. Và một loa chép kèn 6 lỗ, em găng mắt lưới, mắt võng đặc trưng của dòng Pioneer. Cặp set 701 này thì với cái độ nhạy của nó lên tới 93 dB, trở kháng là 8 ohm và công suất là 80W cho một chiếc, và tức là 60W 160W cho cả cặp loa, thì cái thông số kỹ thuật thì khá là dễ đánh. Cặp loa này thì phù hợp những cái thể loại nhạc vàng, cần những cái thể loại nhạc cần cái độ mộc mạc, cần cái độ chi tiết và độ ấm áp cao. Thì bây giờ thì em Đạt Trần sẽ lại gần để em quay chi tiết cho bác về cái chi tiết về góc cạnh cũng như là cấu hình của cặp loa này. Cặp loa này thì về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc, cái độ mới của nó thì quá là mới luôn, và độ mới đến mức mà mới nó có lẽ là chỉ thiếu hộp xốp các bác nhé. CS701A, em mời qua chúng ta cùng xem thiết kế với phần vỏ gỗ lạ rất là đẹp. Thành vách góc cạnh thì không hề gấn móp hay sứt mẻ. Em quay chi tiết cận cảnh cho các bác xem từng góc cạnh của cặp loa Pioneer CS701A. Em sẽ quay từng chiếc một để mời các bác chúng ta cùng xem. Đây, từ trên xuống dưới rất là đẹp. Vân gỗ đẹp, không bể lở, không gấn móp. Thùng vách quá là tuyệt vời. Đây, các bác xem vuông thùng sát cạnh. Đi từ mặt sau trước đi, phần hậu, phần đáy của nó thì còn vuông vắn, không bề lở, không sứt mẻ. Cặp loa còn zin của Pioneer, model là CS701, sản xuất ở Made in Japan. Có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép, nó nằm ở đây các bác nhé. Đấy, phần gỗ còn rất là mới, mộc mạc theo thời gian. Mặt trước của nó đây, em sẽ quay chi tiết cấu hình cho các bác xem. Cấu hình thì nó sở hữu một loa bát đường kính 30, các thấy không, bát rất là đẹp luôn, căng mọng không một tí vết. Một loa mid kèn, một loa chép kèn, và cái bát này bát 8 lỗ các bác nhé, và nó sử dụng cái gân vải lụa này. Gân vải nó mềm như này thì đánh tiếng rất là mềm, tiếng không kém gì 99A đâu các bác nhé, đánh rất là mềm. Tiếp theo em quay thùng loa bên này cho các bác xem, rất là đẹp, hai chiếc đều đẹp như nhau, độ mới của nó thì xuất sắc rồi, vân gỗ đẹp khó tả, phần hậu đây xuất sắc luôn, không bể lở, cặp loa còn zin, các cái chiếc áp này còn zin nguyên. Tuyến loa thì các bác khỏi nghĩ rồi, đây tuyến loa em quay cho các bác xem, đẹp xuất sắc. Không một tí vết. Đây, dòng này thì nó sở hữu cái e-căng lưới mắt võng đặc trưng của dòng loa Pioneer, còn đầy đủ logo, lưới của nó màu nâu các bác nhé. Đây là mặt sau của nó đây, còn rất đẹp ạ. Lắp lưới vào cho các bác xem đi. Cặp loa thiết kế rất đẹp, nó làm khá là kỹ, mà từng cái chấu này nhà sản xuất cũng làm bằng cái màu nâu, nó cắt tròn trịa theo hình đồng xu rất là đẹp.
cặp loa này thì lâu lâu thì mới lại về được. Và cái chất âm của Pioneer thì chắc là các bác biết rồi, cái chất âm rất là hay, thể hiện cái dòng nhạc xưa cực kỳ là tốt. Và cái mức giá của con này thì em cũng xin được báo giá luôn, cặp Pioneer CS701 này shop có giá bán là 15.300.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì mời các bác hãy gọi cho em, giá rất là rẻ, giá rẻ hơn những cặp 77A, chất âm không hề thua kém. Và hình thức thì khẳng định là con này đẹp, có gấu trung kèn chép kèn đẹp và gấu. 15.300.000 đồng thì một mức giá rất tuyệt vời cho các bác chơi. Và bây giờ mời qua chúng ta cùng thưởng thức chất âm của cặp này. Tiếng bass mềm mại sâu lắng, trung kèn chép kèn thể hiện giải trên một cách chi tiết, tiếng rất là len keng, các bác thấy không ạ? Trung kèn chép kèn nghe rất là tuyệt vời, trung âm rộng lắm luôn, trung rất lớn. Không giờ rồi em ngủ đi thôi, đâu mà lo lắng em ơi, thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay mong. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Chúng ta cùng tiếp tục nghe một cái ca khúc nữa của ca sĩ Trường Vũ, một ca khúc rất là hay. Em xin được nhắc lại giá bán của cặp Pioneer CS701A701 này thì cặp này thì có giá bán là 15.300.000 đồng. Sau đặt trần với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em ship hàng toàn quốc và cái giá báo sản phẩm chưa bao gồm phí ship. Bác nào quan tâm mời có alo trực tiếp cho em. Xa rồi em nhé, đường em cứ đừng về bên cạnh cho để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm môi xoa hình em một chút nhạc acoustic nhé, để mời các bác cùng nghe. Em sẽ thử một vài thể loại nhạc để các bác cảm nhận rõ chất âm của cặp loa này cũng như là cái thế mạnh của cặp loa này để các bác dễ dàng lựa chọn. Và đối với bản thân em thì đây là một cái dòng loa hay,
ngon bổ rẻ, là một cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer rất là nổi tiếng và mức giá bình dân để anh em có thể dễ dàng tiếp cận được một cặp loa được cả thanh lẫn sắc, các bác vừa nghe vừa trưng bày vừa sưu tầm, giá chỉ có 15.300.000 đồng một cặp duy nhất cho bác nào nhận tay. Xin chuyển qua thể loại nhạc băng cối để mời các bác chúng ta cùng thưởng thức chất âm của cặp loa này. Sau đây thì em sẽ mở nguồn nhạc băng cối phát trên chiếc đầu Tech A4300, mời các bác chúng ta cùng nghe nhé. Rất mỏng ạ. Mượn trăng xây trắng gói đêm tâm tư. Đường xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khoe mắt xanh tìm đâu. Từ bao lâu cách xa, đừng buồn đừng cho nhạt. Đừng nhìn mây tím những lúc trong, đừng cho tình không thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân. Mùa xuân đẹp nhất trần gian. Vâng, nó thể hiện băng cối thật là xuất sắc luôn, chất âm không thua kém gì những dòng loa Pioneer 99A và giá thành vô cùng là hợp lý, 15.300.000 đồng. Bác nào có nhu cầu mời các bác hãy alo cho em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các bác đã theo dõi video clip bên em.